một ngày tại kho sỉ ANN. Buổi sáng bình thường á là sẽ có mấy anh shipper mang hàng đến, mà anh nào anh nấy khiêng cái thùng hàng mà muốn lên chuột luôn á mọi người. Còn đây là hai bạn nhân viên nhà em đang phụ chú để khiêng hàng vô nè. Kho nhà em á thì công việc chủ yếu mỗi ngày là đóng hàng để gửi cho khách sỉ thôi á mọi người. Tầm chiều á là sẽ có thêm một đợt hàng nữa để cho những cái đơn mà khách đặt á là kịp về để đi trong ngày luôn nha. Cái đơn này nè là khách đặt bên nhà em 3 thùng Phương Anh là bên em sẽ nhận hàng, kiểm đếm xong rồi gửi đi trong ngày luôn. Nhìn vậy thôi nha, chứ xây mấy cái dòng này là muốn tiền đình luôn á mọi người. Để thả nhẹ cái ảnh cho mọi người xem nha. Nhìn phờ phạc vậy thôi chứ cả ngày đóng đơn cho khách vui cực kỳ luôn. Kho nhà em á thì shipper ra vô liên tục cả ngày à, tại vì đơn nào á là đóng đi ngày đó luôn chứ không để qua hôm sau. Mặc dù là kho sỉ online nhưng mà khách đến trực tiếp để xem mẫu thì bên em vẫn có nhân viên tư vấn nhiệt tình nha. Cuối ngày á thì nhà em sẽ check những cái đơn nào mà còn sót á thì gửi luôn cho khách. Mọi người mà muốn biết chính sách sỉ á thì inbox cho nhà ANN nha. Tạm biệt mọi người.